một tuổi là độ tuổi giao thoa giữa nhiều giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của trẻ trẻ bắt đầu hoàn thiện hàm răng sữa bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên bắt đầu chuyển sang giai đoạn ăn cơm hạt bắt đầu thay đổi nhận thức với môi trường xung quanh nên trong độ tuổi bé đủ một tuổi bé sẽ có những thay đổi bất thường về mặt tâm lý cũng như sức khỏe những thay đổi đó là nguyên nhân khiến bé biếng ăn vậy những nguyên nhân nào khiến bé một tuổi bị biếng ăn những biểu hiện ở trẻ một tuổi biếng ăn bé không chịu ăn chỉ ngậm và phun thức ăn ra ngoài khi ba mẹ bón cho bé bé không tăng cân và có thể bị giảm cân bé quấy khóc khi nhìn thấy bát cơm được ba mẹ dọn ra thời gian mỗi bữa ăn của bé kéo dài hơn bình thường bé không ăn một số loại đồ ăn mẹ chuẩn bị hoặc không chịu ăn tất cả đồ ăn những nguyên nhân trẻ một tuổi biếng ăn có rất nhiều nguyên nhân khiến bé một tuổi bị biếng ăn nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi về tâm lý và sinh lý của bé bé một tuổi biếng ăn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bé vì đây là giai đoạn phát triển ban đầu bé cần có đầy đủ chất dinh dưỡng để có thể phát triển cơ thể một cách toàn diện nhất biếng ăn ở trẻ một tuổi do ba mẹ tạo thói quen xấu cho bé những thói quen hàng ngày tưởng như đơn giản nhưng thật chất ba mẹ đang vô tình tạo cho bé những thói quen xấu từ những thói quen như vậy có thể khiến bé biếng ăn ba mẹ đưa bé đi rong khắp nơi khi ăn kéo dài thời gian ăn của bé cho bé nghịch điện thoại khi ăn nuông chiều theo những ý thích của bé những thói quen xấu này ba mẹ có thể thay đổi dần dần bằng những thói quen lành mạnh hơn như cho bé tham gia ăn cùng với gia đình. Khi bé ăn nói chuyện với bé để bé bớt tập trung vào những đồ chơi công nghệ, cho bé ăn nhiều quả vặt cũng là một trong những nguyên nhân biếng ăn ở trẻ một tuổi. Một tuổi là độ tuổi tò mò, ham khám phá những thứ xung quanh. Nên có hiện tượng bé sẽ nhìn mọi người ăn gì sẽ thấy tò mò. Những món đồ ăn vặt đẹp mắt và kích thích vị giác của bé hơn là những bữa cơm bình thường vì thế bé ăn quá nhiều quà vặt sẽ khiến đến bữa bé không còn bụng dạ gì để ăn cơm nữa ba mẹ nên thay những đồ ăn vặt kẹo bánh của bé bằng những món ăn có lợi cho sức khỏe như hoa quả nước ép nhớ là nên cho bé dùng những loại đồ ăn vặt hoa quả xa bữa ăn chính của bé để bé không bị chán ăn cho bé ăn nhiều bữa trên ngày gây trẻ một tuổi biếng ăn bé một tuổi không cần ăn quá nhiều bữa trên một ngày khi ba mẹ cứ lấp đầy dạ dày bé bằng đồ ăn cả ngày thì dần sẽ khiến bé tự động bị biếng ăn khi bé có quá nhiều bữa phụ thì đến bữa chính bé sẽ không muốn ăn nữa, tâm lý bé bị ảnh hưởng gây tình trạng trẻ một tuổi biếng ăn. Ba mẹ cứ la mắng khiến đến bữa ăn tâm lý bé sẽ bị ảnh hưởng. Khi đến bữa ăn bé sẽ bị sợ. Tâm lý đó là tâm lý tiêu cực. Ba mẹ không nên tạo áp lực cho bé khi đến bữa ăn. Thay vì quát mắng bé ba mẹ hãy nhẹ nhàng dỗ dành bé. Thay vì những bát cơm đầy thì ba mẹ có thể trang trí cho bé những món ăn đẹp mắt để cải thiện tâm lý cho bé. Trẻ một tuổi biếng ăn do bé ham chơi quên mất mình đang ăn, bé ham chơi cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến bé có thể sao nhãng bữa ăn. Khi đến bữa ăn với những bé đã biếng ăn thì ham chơi khiến bé càng biếng ăn hơn, khắc phục tình trạng trẻ một tuổi biếng ăn. Có rất nhiều cách khắc phục tình trạng bé một tuổi bị biếng ăn. Chủ yếu là thay đổi thói quen ăn uống chưa tốt của bé cho bé ngồi vào bàn khi ăn. Không đem trẻ đi rong khắp nơi, không cho bé ăn quá nhiều bữa phụ trên ngày cho bé ăn vặt bằng những đồ ăn có lợi cho sức khỏe. Giảm những đồ ăn vặt như bánh kẹo, trang trí đồ ăn bắt mắt để bé hào hứng đến bữa ăn hơn. Khi bé ăn không cho bé nghịch điện thoại hay xem tivi, hãy cho bé tập những thói quen tốt để bé không bị biếng ăn. Khi bé cứ tiếp tục tình trạng biếng ăn như vậy kèm theo giảm cân thì ba mẹ nên đưa bé đến các trung tâm dinh dưỡng để được các chuyên gia đầu ngành tư vấn tốt hơn nhé. Hotline 0929197777 để nhận được tư vấn từ dược sĩ chuyên môn nhé. Đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích kết nối với công ty Amano Nhật Bản. Hotline 0929197777, website www.amanopharma.com, fanpage Facebook, https www.facebook.com gạch chéo Amano Pharma.